Chào các bạn nhé. Bữa trước mình có làm clip chia sẻ cách nha tận dụng cái lỗ của bồn rửa chén này để lắp cái chai nước rửa chén vào đây. Nhưng mà qua mấy ngày vừa rồi mình sử dụng thì mình thấy lúc đầu á ấn cái nước rửa chén nó rất là lâu lên. Có thể là do mình nối ống vào chai nước rửa chén nó dài quá. Và mình chia sẻ lại cách bắn keo nến để trường hợp mà nước nó vào á, keo nó bị bung nhưng mà cái nắp nó vẫn nằm yên ở vị trí này. Đây, đầu tiên các bạn cắt cho mình một đoạn dây kẽm này. Xong rồi chúng ta hơ đỏ lên. Các bạn xuyên qua cái chỗ này. Để thứ nhất là nó không bị tuột cái ống nhựa này ra. Thứ hai là một lát chúng ta lắp vào cái nắp này, nó sẽ có cái ngạnh thì nó sẽ không tuột cái nắp này ra. Các bạn nên dùng bằng cái nắp của chai nước ngọt này hơ thanh sắt cho đỏ lên, dù cho mình cái lỗ ngay giữa nó vừa với vị trí này nha các bạn. Trước khi dù thì các bạn lấy bút lông này bôi lên rồi chúng ta làm dấu trước. Các bạn hãy hơ đỏ thanh sắt dù cho nó chính xác nha. Rồi, bây giờ chúng ta luồn thanh sắt vào. Tiếp theo là chúng ta bắn keo nến xung quanh. Và trên này các bạn cũng bắn keo nến luôn. Các bạn là cắt một đoạn ống nhựa mềm, chúng ta nối thêm vào cho nó xuống gần sát với đáy chai. Đầu tiên các bạn là bắn keo xung quanh mép lỗ trước. Hoặc là các bạn là có thể bắn từ dưới lên. Xong rồi chúng ta xấp nước ướt tay đi. Các bạn sẽ đưa keo xuống mép dưới để nó giống cái ngạnh nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắn keo thêm và dán đầu chai vào. Cuối cùng là các bạn lắp chai nước rửa chén vào. Cách này mỗi lần ấn nước rửa chén ra rất là dễ.